Tiên xuất hiện. Mời quý khán giả gặp lại chị Hằng My để cập nhật thêm thông tin thời tiết. Đầu giờ chiều nay ở Cần Thơ đã có mưa dông, sau mưa thời tiết dễ chịu. Không biết thời tiết ngày mai như thế nào vậy chị? Dạ vâng, thưa chị Phương Nguyên cùng quý vị khán giả, dự báo Cần Thơ ngày mai sẽ giảm mưa, nhiệt độ buổi trưa tăng lên là 34 độ, sẽ cảm thấy nóng. Buổi trưa nắng mạnh còn đi kèm với chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV ở mức rất cao là mức 9. Chính vì vậy, khi hoạt động ở ngoài trời, quý vị cần có các biện pháp tránh nắng an toàn. Không chỉ Cần Thơ mà nhiều nơi khác ở miền Tây Nam Bộ ngày mai thì cũng giảm mưa, trưa chiều trời chủ đạo là nắng, mức nhiệt phổ biến trong khoảng là 33 đến 34 độ, thậm chí là Bến Tre, Vĩnh Long, Cao Lãnh còn xuất hiện nắng nóng 35 độ. Về chiều thì có mưa dông, mưa sau một ngày nắng mạnh rất dễ đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố ở miền Đông Nam Bộ nắng nhiều hơn, hầu khắp toàn miền sẽ diễn ra nắng nóng 35-36 độ, chỉ riêng Vũng Tàu dịu mát hơn với mức nhiệt 32 độ. Thành phố Phú Quốc ngày mai ở đây cũng giảm mưa, buổi trưa nhiệt độ sẽ khoảng là 32 độ, chiều tối cũng có mưa dông nhưng mà không nhiều bằng các ngày trước. Chuyển sang thông tin thời tiết ở trên biển, vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang thì ngày mai cảnh báo mưa dông đi kèm với lại lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Còn khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau thì thời tiết tốt lên, mưa chỉ xảy ra ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.